Trai tân 34 tuổi ngượng đỏ mặt khi lần đầu được nắm tay và hôn bạn gái. Chàng trai ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, anh chưa từng một lần yêu, cầm tay hay hôn người khác giới. Hiện anh chưa tập 432 cùng MC Thanh Trần Mai Mối cho cặp đôi ở thành phố Hồ Chí Minh lật vì trang, 29 tuổi, chúc anh thể. Tại nhà và thị trường, 34 tuổi, lái xe nâng. Thủy Trang là người vui vẻ, hòa đồng, thích làm điều mình thích nhưng hay quên, ngứt ngát. Đàn gái chỉ có một mối tình kéo dài 3 tháng thì chia tay vì không hợp tính. Em thích mẫu bạn trai không ra trưởng, không hút thuốc hay ngậm nghệt. Bạn nam cao từ 1m7 trở xuống. Cô nói thêm, hệ trường có điểm mạnh, siêng năng, chăm chỉ, kiên lành, yểm yếu ít nói, về nóng tính. Đàn trai chưa trải qua mối tình nào nên chưa từng nắm tay bạn gái. Anh chỉ quen trên mạng, gặp nhưng không đi tiếp. Đến chương trình, thế trường mong muốn người bạn gái hiền, lễ phép, trung thủy, mở cửa trái tim. Cặp đôi có nhiều điểm tương đồng gây thiện cảm dành cho đối phương. Sau những câu hỏi ban biên tập đưa ra, cả hai cũng hiểu được phần nào tính cách cũng như quan điểm sống của đứa kia. Cùng ăn và trò chuyện, hệ trưởng Vật Vì Trang thẳng thắn bày tỏ rất thích người ghét đối cùng. Được sự ủng hộ của người thân đi cùng, cả hai đã bằng nước hẹn hò. Trai tân 34 tuổi ngượng đỏ mặt khi lần đầu được nắm tay và hôn bạn gái trong khoảnh khắc vàng nhớ.